Nó chích vaccine cho anh đó, á đồ ngon vậy. Chúc anh có coi phim không? Không, coi phim là bị đánh mãn quyền á em. Ủa sao tôi bị vô nhốt vô trong đây rồi mọi người? Ủa tao có mở cửa cho mày đâu mà mày mở cửa ra được vậy? Rồi ông mở cửa xong cái nghe gì ghê dữ vậy má. Cái kêu gì vậy? Để tôi qua tôi tâm sự với nó coi. Ở đây nè. Có gì vậy? Nói gì vậy? Anh ơi, có gì từ từ nói với anh. Anh làm gì vậy? Anh ơi, em xin lỗi mà. Em xin lỗi mà, đây là lần đó em không nên từ chối lời tỏ tình của anh. Em xin lỗi, anh đừng tự trách bản thân của mình nữa. Lúc đó chuyện là do em với anh không có hợp. Em biết rồi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh mà. Em xuống với anh liền đi. Mối tình đầu của tôi với mấy ông, mối tình đầu của tôi. Đóng phim gì vậy anh? Anh đóng phim gì vậy anh? Em mở cửa cho anh không có được. Núp lử không? Núp lử nhau cái. Trời ơi, ai nhốt? Ai nhốt mối tình đầu của tôi đây nè mọi người. Bye bye anh. Em rất xin lỗi anh vì điều đó. Mấy cái này mới căng nè mấy ông. Mấy cái này mới căng nè. Vô cái này hãm hiếp mình trọng luôn á. Em rất tiếc về điều này nhưng mà em không thể giúp gì cho anh hết. Bye bye anh. Gu của anh Hiếu là mấy ông kiểu vậy, mày biến giùm tao luôn đi con ơi. Maybe you and me and blame Joy in the watch. Oh, I know it. Okay. I got it. I promise. You sure? Right. Okay. Hai ông này là kiểu giống như là mật vụ nha mọi người. Và hai ông đó ra nhiệm vụ cho tôi là xuống làm content núp lử. Anh ơi, nói chuyện em đàng hoàng, anh giật coi. Tự nhiên anh trên đẩy em ra. Làm gì vậy? Cái gì từ từ nói, làm gì vậy? Ơi, thái độ vậy nha. Nha, quạo quá. Giỏi đẩy cái nữa rồi. Làm gì vậy? Ai à, từ từ, để lát nữa em tới anh thăm anh sao cái. Anh ơi, giờ em đứng ở đây luôn nè, rồi lát anh có lại anh đập vô em không? Sao anh có con trò nói hoài vậy, em mệt quá à. Rồi lại đây em đập đúng không? Giờ em đứng đây nè, đố anh đập được em. Giỏi anh đập đi. Giỏi anh đập đi, đâu đập được đâu đúng không? Cái chạy ra đó nói. Nói là tại sao mày đối xử với tao vậy? Rồi sao mà tự nhiên bên đây không đập, cái qua đập bên đây. Không chơi giùm chơi mình không luôn đi, tôi mệt quá, tôi không dành thời gian cho ông nữa đâu. Nha, cái gì của tao, còn một nhân viên nữa mình chưa nói. Ông này nói tiếng gì á, Hiếu không hiểu. Game kinh dị mấy ông ơi, game kinh dị làm ơn đừng có thả ha ha. Ôi, cái gì vậy má, trời ơi. Lần sau chơi vậy nữa nha mày, mà lần sau mày chơi vậy nữa tao giả mày liền nha. Chơi trò gì mà vô văn hóa, khách tới nhà không trà cũng nước, khách tới nhà mày đứng trước cửa mày hù vậy á, mày biến giùm tao luôn đi. Hành lang bên trái phòng số 4, hành lang bên trái phòng số 4, bên trái 1 2 3 4 đây. Cảm ơn em nha. Hello motherfucker. What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko.
Cái gì chửi dữ vậy ông nội, cái gì chửi dữ vậy? Người ta đi qua, người ta đi chơi, em chở. Rồi sao qua không được nè. Cái thằng quỷ này né qua bên coi. À đi ngõ sau lưng hả? Má ơi hết hồn. Đóng cửa lại đi. Lỡ như hai quỷ đó nó đi ra nó múc trứng cút tôi nữa. Anh ơi em nói anh một lần cuối, anh đừng có đập đầu vô đó nữa nha. Em đứng trên đây em nhìn em cũng sót lắm đó. Cục pin ngay chỗ xác chết kìa, sao không lượm đâu. Cục pin ngay chỗ cái xác đâu, que hâm hù. Pin nào? Ồ, trên tay em cầm cục pin nè. Được rồi, giờ tiết kiệm pin nha, giờ tiết kiệm pin nha. Để em chỉ anh, cái này em phá đảo rồi, chỉ đi nè, em liếm cái cam đi có pin nè anh. Mày biến giùm tao luôn đi. Phần 2 kinh dị cực anh, mà máy tính anh cùi lắm, anh chơi không có được. Anh ơi, anh thấy em có... Ui, à, thấy em nha. Hello em. Không mở cửa được. Ủa đi đâu vậy? Gì vậy? Khử độc cho mình đó hả? Mọi người sao tôi có cảm giác cái phần kinh dị nó chuẩn bị tới rồi đó mọi người ơi. Mọi người đợi em hiếu xíu nha. Để tôi uống ngậm nước, tôi lấy tinh thần, tôi đi lên, tôi nghi. Tôi thấy mà mỗi cái mà kiểu giống như nó mới xịt sát khuẩn vậy là tôi thấy có điềm rồi đó. Anh hiếu ơi, sao anh có cái áo anh mặc hoài vậy, mày cái gì mày cũng nói tao hết. Rồi còn nè, mày kêu tao có cái áo mặc hoài sao quỷ này nó không mặc áo luôn đi. Rồi làm cái gì vậy bà? Chào Chào the rent. Chào the rent. Bên dưới là lối đi hả? Chào the rent, chào the rent, chào the rent. Ê nói chuyện xíu coi. Nói chuyện xíu coi. Hả là sao? Để tôi quay mặt cho đây luôn hả? Sao sao? Ờ. Ok. Lại mình. Ờ mình chỉ cần đi qua đây sao? Không được. Rồi tôi biết rồi, ok hiểu rồi đó. Tôi hiểu ý ông rồi đó. Nhưng mà vậy là làm vậy liệu ổn không? Được không? Ok cũng được. Nhưng mà ông kể tôi nghe tiếp thôi, cái vụ ông Bảy có bầu á. Ông sao bị? Ông bị hiếp dâm á trời, nghe ghê vậy ông. Ok. Giờ có hai đường để đi nè. Một là nhảy qua bên đây, hai là nhảy qua bên kia. Thấy tôi không mọi người? Nó có thấy tôi không? Chắc không đâu ha, tại nó có con mắt hả? Nó đâu có thấy tôi đâu đúng không mọi người? Đừng có la lớn nó nghe đó. Đừng có la lớn. Hello. Anh ơi, anh có gõ đầu em không? Nếu dám đi luôn, thôi em xin lỗi anh. Anh cứ ngồi đó anh chấn dữ đi. Đợi khi nào em tìm được súng em quay trở lại em nói chuyện với anh. Cảm ơn 200 sao. Ồ, cảm ơn 200 sao của bạn gì nha. Cảm ơn 200 sao của bạn Trần Sắc Khánh Tường nha. Thôi mấy ông ơi, ghê quá à. Để tí nữa đi, tôi qua tôi đàm đạo với ông đó, tôi qua tôi bú giảng hòa ông mới đi qua được á. Qua đi không sao đâu, rồi tôi nghe ông đó. Trời ơi, có mẹ gì đâu sợ trời. Tại nãy giờ không ai đủ tin tưởng để nói cho em hiếu là đi qua luôn đi. Ơi, ơi, đóng cửa lại không được. Ai da, xin lỗi mà. Nóng quá. Tôi hiểu rồi, vụ ông vô trong cái ngục. Ông đang dí mình đúng không? Mình dụ ổng đi vô trong cái ngục này đúng không? Cái mình đóng cửa lại. Đúng không mọi người? Vô đây. Come here. Mày ở đó đi, tao đóng cửa lại. Mày làm gì tao nữa? Mày sao cho mày mở cửa ra được vậy? Mày mất dạy quá.
Mày ma mà mày mất dài quá, mày chơi vậy không ai chơi lại mày hết, không ai chơi lại mày hết, mày biến giùm tao luôn nha. Mày biến giùm tao luôn. Má chơi vậy cũng chơi được, nó chơi vậy cũng thiết kế game nữa. Thiết kế game mày kỳ vậy luôn, thiết kế game vậy cũng thiết kế game nữa. Ngồi dí hoài luôn, ngồi dí hoài luôn. Không nhận dí mà nó còn cho thêm nhạc nền nữa. Nấp nấp nấp. Nhanh lên, nhanh lên. Quíu con cua liền, quíu thiệt má. Chơi mà chửi thề luôn à. Có con pin nào đâu. À trong dũng máu, cảm ơn em. Không có đâu anh ơi, có nè em, có nè. Sẵn hết pin luôn rồi, thai luôn rồi. À nếu ơi muốn có pin ha anh bú đi. Mày biến giùm tao luôn đi nha. Đây là lần cuối cùng trên kênh livestream này, tao đọc comment của mày, mày biến giùm tao luôn đi. Mày có nhu cầu mày tự bú đi nha. Anh Hiếu ơi, anh đu tường lội cua kìa anh. Ừ tao hết. Anh Hiếu ơi, ở dưới háng ông đó có 4 cục pin kìa anh. Ừ. Leo tiếp. Ủa hết được rồi hả? Sorry anh, em vô trễ. Ồ hello em. Tắt đèn rồi chơi nên Hiếu không có được. Anh nhát lắm em, anh nói thiệt. Anh sợ ma lắm. Ô gớ. Ô gớ. Ô gớ cái gì vậy? Nó bứt cái đầu nó ra luôn rồi, nhìn gớm quá à. À thẻ security nè. À cái thẻ security này để làm cái gì ta? Để mở cái phòng security đúng không? Quay trở lại mở phòng security ra. Đây. Này sư. Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ nha, mấy cái này ghê lắm, mấy cái này ghê lắm mọi người. Mấy cái này ghê lắm. Nha, cảm ơn 50 sao của bạn Trần Sát Cánh Tường nha, mấy cái này ghê lắm. Mở cửa cái phòng security ra, thấy hai ông đó đang school nhau trọng nè. Nói có sai đâu. Ừ, không có hết hồn. Cái phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh Hiếu sợ hãi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, cái này giải quyết sau đây mọi người ơi, mọi người ơi. Ây da, cái gì nữa vậy hả? Tôi bị gì vậy mọi người? Mà tôi mới bị gì vậy? Tôi bị cái gì mà tôi mới có cảm giác như tôi rớt cái đầu ra luôn rồi kìa. Rồi Granny là đã sợ rồi, game này còn tẩm hơn nữa. Mấy ổng kêu tôi game này không có ma, đúng rồi game này không có ma, nhưng game này có nhiều cái còn ghê hơn ma nữa. Ôi nó đánh bể luôn hả? Ai da, ai da, ai da. Lên đây, lên đây. Ủa sao tự nhiên cái này bung xuống vậy? Nó leo lên được không ta? Chắc không đâu ha, chứ nó leo lên được, nó còn mẹ gì nữa chơi. Ui, anh ơi. Anh ơi, anh ơi, mở cửa được không anh? Mở cửa, này, 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 đóng cái cửa lại. Đóng cái cửa lại. Ây da, ây da. Ây da, nó biết mở cửa mọi người ơi. Bị gì vậy? Có gì gớm quá vậy? Má nhìn buồn nôn thiệt luôn á. Ôi rồi. Ê.
Má, tôi nghe cái tiếng của nó đó là tôi thấy nghi nghi rồi. Giờ làm sao đi qua nó ta? Ê, ê, không được, nó cản rồi mọi người ơi. Anh ơi, tha cho em đi anh. Cái... Má, nó bứng cái đầu em Hiếu ra luôn rồi. Xin lỗi mọi người, tôi chơi trò này không nổi nữa rồi. Xin lỗi mấy bạn nào mà đang coi livestream này trong buổi tối ngày hôm nay. Từ nãy giờ tôi không giữ được cái tâm trạng của mình và tôi đã chửi thề khá là nhiều nha. Xin lỗi mọi người, thôi game này tạm thời mình sell và exit đi nha mọi người. Game ngợp quá, em Hiếu chơi không nổi. Em Hiếu xin lỗi mọi người chứ em Hiếu chơi không nổi. Má sợ quá luôn.